Hello, what's up? Chào anh em nha. Chào quay trở lại với channel mình đây, từ đường phố đến người nha. Xin chào anh em game hàng tài chiến, mình đây từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay trước vào video, chúc anh em xem video vui vẻ. Đầu video anh em xin một like và một đăng ký ủng hộ channel phát triển nha mọi người rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi chốt event anh em nhé. Đó, chốt event các bạn. Tình hình là chốt event mini game thì gái con su. Ngoài ra em thông báo cho anh em mới xem đến kênh thì bạn nào mà hỏi là code ở đâu thì không nào mà muốn có ăn thì tôi chịu bạn nhá. Event đã làm ra rồi mà anh em còn không tham gia đấy thì có code ở trên trời rơi xuống thôi chứ tôi chịu. Vậy nhá. Ngoài ra có một thông tin nữa khá là vui đó là Kamamutse hôm nay sẽ được tính chức nâng cấp anh em. Nghe bảo quyển AL1 đã mở ra. Ui giời ơi, đây rồi, anh ra nhà tôi đây rồi. Đợi anh mấy ngày hôm nay anh em. Trước khi chốt event thì event sẽ chốt ở cuối video anh em thì xem nhá. Giờ chúng ta vào việc luôn anh em. Xác nhận nào. Ôi giời ơi, đợi anh Giai cả chục ngày hôm nay rồi. Hôm nay thì bung lụa bay lắc là anh Giai. Nhưng mà trong này chưa đủ pool rồi anh em. Dù rằng như vậy nhưng mà tin cũng khá là buồn các bạn. Nó là hôm nay khả năng là chưa pool được anh Giai đâu. Hôm nay anh Giai giỏi lắm mới lên được E4 rồi. E2 này. Không biết là có lên được E4 nữa không các bạn. E3 này. À được rồi, thoải mái anh em. Nên nào, ui giời ơi, thiếu 4 form nữa anh em. Ok. Trong túi hiện tại có, rồi ok các bạn mở form này đi. Không sao ra được một cháu đâu được anh em. Buộc thêm một form thôi cũng là tuyệt vời rồi anh em ạ. Giờ một form thôi cũng là tuyệt vời rồi anh em. 14 cái nào. Bây giờ được win bệnh dịch thôi anh em. Căng nhờ. Thôi thì có sao dùng vậy anh em. Dù sao thì hôm nay cũng anh Giai nhà tôi cũng lên được E4 rồi các bạn. Đấy, đẹp Giai vô mạch quá. Có kiếm Linh Vương bướm mới sắm cho anh đâu rồi. Đùa các bạn. 2m9 à. Cũng được của nó đấy. Haki nào. Anh Giai này là dùng máu hay dùng ấy ta. Chả biết anh em dùng máu chứ đi. 3m2. Ok, tăng máu luôn anh em. Bút phun máu chứ bạn, mấy cái chưa đánh sau anh em, cứ tập trung bút phun máu. 4 ngày nữa là bên shop lại mở rồi, lại thêm 300 dương, thiếu đâu là hôm nay xem nào. Thiếu không? Thiếu anh em. Nếu 300 cái nữa anh em lại thiếu đâu, tập trung up cho anh Giai luôn. 85, 86, 87. Lên nào. E4 là 130 đúng không? 130 anh em. Nhưng giờ cũng được của nó đây anh em, đưa đâu. Đấy, hôm nay anh Giai nhà tôi là lên gọi đẹp Giai phô mai que luôn. Anh trai của anh em thế nào rồi? Công tước là con Mamushi của anh em đời đâu rồi? 4 form nữa thôi, cũng dễ các bạn, không được khó đâu. Giờ đi kiếm thùng bia sự kiện là tôi ăn còn quẩy chán. Rồi, 130 anh em. Dư đâu đẩy công các bạn. Ôi, lên được 10 level rồi à. 9 70 1 3.4 anh em. Cũng được các bạn, 3.4 được chiến rồi. Ây da. Mà loanh quanh này vẫn phải còn thiếu nhiều. Hôm nay vé tinh tài ăn còn anh em, xin đủ chơi. Năm thùng bia rồi. Chúng ta còn 11k kim cương anh em. Nhưng mà kim cương hiện tại là nếu như dùng thì không còn nữa để dùng các bạn. Câu chuyện này vậy cơ. Chiêu mộ đặc biệt 40 thùng bia nữa là thêm một quyển rồi anh em. Chúng ta còn mấy quyển nữa, còn 2 quyển nữa đây các bạn. Ồ, cốc bia vàng nữa, 30 cốc nữa là ngon rồi anh em này. 30 cốc nữa là lụm rồi. Không né giờ đi mua thùng bia các bạn, nghe lại hơi khoai nhỉ. Trước mắt cứ đi đập cốc bia vàng này anh em. Hai ba, không có ai đi test anh Giai thì chứ làm sao giờ nữa các bạn, không có thêm anh Giai đi test thôi. Đấy, test sức mạnh của anh Giai xem thế nào. Thêm một lượt đánh boss thôi anh em. 40 thùng bia nữa mà, bây giờ mới có 10 thùng các bạn, đập lên nổ ra cháu lên con Mamushi thì cũng quá ngon các bạn. Nhưng mà tôi nghĩ là sẽ khó anh em, hơi bị khó luôn, nhưng mà khó không thôi anh em. Tôi nghĩ là sẽ rất là khó, bởi vì hiện tại để mà ra được lên con Mamushi nó là một điều vô cùng khó khăn ở thời điểm hiện tại các bạn.
Đó, chưa kể đến một số vấn đề khác bên ngoài nữa. Giờ hai quyển trước mắt, nhưng mà đáng để test anh em. Marco trong này có thêm một anh giai nữa rồi. Oh my god, hiện tại thứ 3 form nữa là lên được Lecoma Muse 5 rồi các bạn. Được của nó các bạn, biết anh em đến đâu nhỉ. Không phải có kiếm sĩ và nghề hỗ trợ, không có đấu sĩ và hỗ trợ đúng không? Đây kiếm sĩ anh em. Rồi ok các bạn, không có kiếm sĩ và hỗ trợ. Rồi kinh là cũng kiếm sĩ. Bỏ cho này ra anh em. Kinh là kiếm sĩ đúng không? Em có nhớ sai nhỉ? Thử đánh ván anh em tính tiếp. Nào, Hồ Diễn Tài Lang là anh giai. Ôi giời ơi, mới về chưa kịp cựa cái nào thì nó bị bay màu rồi. Qua đây xem nào. Hôm nay kiếm sĩ lại không cho đánh anh em. Top 2 đánh như bên này thôi à, buồn đấy nhờ. Nay về nhưng mà kiếm sĩ lại không cho đánh anh em. Bên này top 1 là khỏi đánh anh em. Bên này top 1 khỏi đánh. Có bên dưới làm phát thì làm thôi anh em. Chắc nào 8 à. Chắc làm dưới này phát nữa anh em. Bên này dưới này là một phát nữa các bạn, 15 giây. Tiếc nhờ lấy con Mamushi mới về mà E4 các bạn chưa ăn thua các bạn. Test nó chưa fail lắm. Mấy form thôi là E5 rồi, con lúa rồi. Giờ đi kiếm thùng bia đâu ra mới là quan trọng các bạn. Nghe khó khăn đấy nhở. Đánh nhiệm vụ auto hiện tại, nếu mà dùng auto thì cũng chỉ mới có thêm được 40 thùng bia thôi anh em. Duy ná xúc có 4 ná đổ rồi anh em. Hiện tại chúng ta chỉ còn duy nhất ở đây các bạn. Càng đét 30 thùng bia nữa các bạn. 30 thùng bia hơn là chúng ta có thêm một quyển, nhưng mà một quyển giống không phải vấn đề chính. Một quyển giống không làm nên là cái thành tích gì cả. Khó khăn chồng chất khó khăn. Thôi đi test đây con Mamushi đây anh em. Ra trận nào. Đây con Mamushi Nuzashi này. Kinh và BG này anh em. Tôi định 11 củ thế thì ăn rồi. Tôi định để bộ đôi công tước đi thôi anh em, nhưng thôi đánh thử ván này đã. Làm ván này trước xong bộ đôi công tước đi anh em nhé. Ôi rồi dọn sạch thế. Bộ đôi ra trận anh em. Ui giời, một nhảy. Ui, chỉ hỗ trợ sát thương cho đồng đội thôi anh em. Tôi nghĩ là vậy, không ăn thua nhiều. Ở trước khi test thêm thì chúng ta sẽ cùng ok quên không điểm danh bot, định vào bảng test bot mà quên không điểm danh bot rồi. Đây chốt Evan anh em, chốt Evan đã xong ăn quay lại các bạn nhá. Đó, đâu anh em nào mà muốn nhận code, ghi code bên kênh Trật Tự Đường Phố thì vui lòng tham gia sự kiện anh em nhá. Bên này đọc comment toàn anh em và hỏi code đâu, trong khi không biết là có tham gia sự kiện không, buồn quá trời luôn. Sự kiện không tham gia hỏi code chịu luôn. Thôi chốt Evan anh em. Ok các bạn, Evan tặng con đen huyền thoại 63 like, lại không đủ like được các bạn, buồn thật sự. Mới bao giờ Evan mới đủ like ở đây anh em, buồn quá thôi. Ngoài ra bữa nay tôi có chơi thêm bên game Hỏa Chí Truyền Thuyết. Đấy, cũng đang nạp tiền đua top bên S6, anh em nào hứng thú thì qua chơi cùng nha. Cảm ơn rất nhiều. Ok, lâu giờ lại quay trở lại in game các bạn. Tôi vừa nghĩ ra là không cần mang theo cháu này đâu anh em. Chúng ta có bộ đội cảm tử mà anh em, cần gì phải cầm nhiều gì. Dây lay đi đầu này, cầm biên đội cảm tử đi theo anh em. Test thế này là được rồi. Đó, test này thôi là biết sức mạnh rồi anh em.
Thôi này anh em Evan tiếp theo thôi. Evan này muốn chốt cũng không chốt được rồi các bạn. Anh em tham gia Evan cứ nhảy buồn quá. Không tổ chức thì anh em lại kêu không làm Evan. Làm Evan thì anh em tham gia không đầy đủ. Thật là khó xử cho tôi. Ô kìa sao đánh nghe yếu nhỉ. Hôm nay cho này điêu công à. Cho này điêu công HP đây. Chúng ta phải ra nghiên cứu một phát anh em xem nào. Vua mèo Lekoma Musi tấn công bằng 200% công kèm công các bạn. Lâng sai. Cho nó xài công anh em nhá. Full công à. Công thế thì lấy năng HP rồi, bây giờ 700 anh em. Và làm lại ván nữa anh em xem là đấm đá nó có khác hơn không nào. Có vẻ cũng không ăn thua hơn là bao nhiêu anh em. Thôi đợi úp E5 rồi test lại nữa anh em. Chịu rồi, nhưng mà hôm nay cũng vui khi mà anh Giai đã được hoàn tất bàn giao chính chủ anh em. Không biết là các bạn đăng cấp đến đâu rồi, comment coi. Còn đầu video này kết thúc nhá, anh em cần theo giờ thì bye bye mọi người.